kêu nó cũng phải sắp đặt đồ này kia nó mới chạy vô chứ đâu chạy. Công an phường lỡ gọi mà. Đó công an một bộ ba đồ nó xuống dưới đường gần trời này nó trời nắng nữa thôi. Nghe hù lùi hết trơn luôn à. Ta dọn đồ quá trời. Thì đó mấy nhà trọ dọn đồ hết rồi đó. Kè kè á, hú rồi kìa. Ở dưới ta dọn đồ hết trơn. Ở đâu nhì lấy hiu anh ơi. Giờ ra ngoài chứ lo ở trong nhà. Có quả lỡ rồi. Có quả lỡ rồi. Nó hú rồi đi gì nãy giờ điện rồi. Xe vô rồi. Tàn qua một cái nhanh dữ lắm mới chứ giỡn đâu. Trời ơi, 12 giờ rưỡi mới lại mà giờ cho công ty cúp điện ở đây coi luôn, chừng nào giám đốc vô mới vô. Chạy điện chạy về cúp rồi kêu cúp điện. Thì nói tôi có quả rồi. Chạy về báo cáo rồi. Chạy điện kêu cúp điện. Chạy quá trời chạy rồi. Ở đông nhì lấy hiêu á. Đông nhì lấy hiêu á Vy. Ừ. Ừ trời ơi. Ừ. Ai mà nhát gặp tháo thì còn nhát dữ nữa nè. Còn la biết kìa, giám đốc ra đứng hết trơn rồi. Ai không ra sợ sợ thấy mẹ nó ở đó nó đó. Sợ chết bà luôn sợ. Nó la mà gặp mấy công ty này mà vô rồi còn chết luôn ngủ luôn ngủ không. Trời ơi công ty con nó xử lý kìa. Nhập lũ nó cháy cho con. Nó cúp điện hết rồi. Ở gần nhà chị nè nhí. Trời không dám lại gần ông ơi. Đi cái đường nhà ông bên quạnh xuống nữa chứ không phải là lại tới vô qua cái đường hẻm nữa. Mười phút nữa.
Dạ xuống cái nhà lầu á. Em không biết nên rồi, em chưa dám lại gần. Hình như nó dập rồi.